Em Ngọc Thủ Ô Tô xin kính chào toàn thể anh chị là quay trở lại với channel YouTube của em. Và hôm nay Mazda thưa anh chị bán tải đến từ thương hiệu Mazda, sử dụng khung gầm for, máy for, dung tích máy 2.2, hộp số sàn 6 cấp, động cơ thêm hộp số 2 cầu, rất chủ động luôn nha anh chị nha. Xe này thì tình trạng xe như mới, 5 vỏ theo xe, đăng kiểm dài 2021, giờ đi xét cũng xét khoảng 5 năm rưỡi. Đó, được vào đồ chơi rất là nhiều rồi nha. Điều đầu tiên thì có thể nói là về phần cụm đèn bên trên. Phần đèn lớn này được giữ nguyên bản, đó là sử dụng halogen, pha đang còn rất là sáng nha. Đó, thiết kế thì RMI trong này, đèn chính halogen và bên này là đèn xi nhan, có thích hợp cả xi nhan trên kính chiếu hậu luôn. Về phần cụm đèn sương mù thì chiếc xe này được nâng cấp lên projector LED, đó, hay còn gọi là đèn bi. Còn trong là em nghĩ nó là LED chứ nó cũng chưa được xenon. Gần. Đó, rất là sáng nha anh chị nha. Mặt ga lăng rất là tươi mới luôn. Bảng màu thì chiếc xe này sử dụng bảng màu xám cũng không lúa. Đó, em nó màu rất là căng. Vân capo thì xe này rất dễ nhận biết. Về phần giữa capo từ dưới này ngó lên rất là căng nè, có một đường dập vân. Đó, bên hông làm xe rất là khỏe nha anh chị nha. Về phần cụm đèn cản thì cản cũng như là cụm đèn lên một cặp này, cặp này cũng khá là mới rồi. Độ hở của cản rất là tốt. Phần mâm thì chiếc xe này được trang bị mâm 16 inch, 5 bỏ theo xe hết, A1 rất là đẹp nè. Đó, vân bên hông cũng như là bên trong này, đó, khá là tốt nha. Độ hở của cản, một đường vân dập từ góc má của lồng vẻ trước ra tới đuôi đỡ đằng sau này. Đó, cũng như là đường vân dập dưới bắt đầu từ trên đây nha. Từ trên đây chúng ta sẽ có một đường chạy dài ra đằng sau luôn. Đó, bệ bước lên xuống thì trang bị bệ bước inox, nhìn xe rất là khỏe nha anh chị nha. Đó, còn 5 vỏ thì 5 vỏ đều theo xe hết. Phần thùng thì cũng đã được vào lót rồi. Đó, đã được vào lót rồi cho nên là rất là ổn. Đó, trên này được thích hợp xem một dải bóng đèn đẹp thẳng sẽ sáng nha. Đó, quay lại toàn bán tải. Phần khung gầm trước đây thưa anh chị, cặp cánh gà nè, như mới nè, vỏ còn 60%. Chiếc xe này thì chạy chưa đến 50.000 cây nha anh chị nha, 40 mấy nghìn. Xe này thì 46.900, tạm thời cho 47.000 đây. Nội thất được vào trang bị da vào cho mình rồi, cũng như là vào được bộ ghế nè, trần đóng 5D luôn, cũng như là phần tắp bi. Thảm nỉ này còn thảm mới chưa lột luôn. Hệ thống giải trí chiếc xe này thì được vào cho chúng ta một màn hình khoảng 9 inch, cũng như là 4 loa lớn và thêm 2 loa nhỏ trên này nữa. Đó, cũng như là được vào thêm cho chúng ta được thêm một cái cam hành trình. Còn về phần khung gầm thì xe này vẫn sử dụng khung gầm của Ford. Đó, cần số y chang con Ford Ranger luôn, cho đến cái phần học trên này, đến vào cái nút cài cầu cũng vậy. Hệ thống an toàn những xe này thì chúng ta sẽ có hệ thống ABS cũng như trang bị hai túi khí trên xe nha, bao gồm một túi trên vô lăng đây và một túi bên phụ lái. Keo chỉ không mất phần nào. Đó, và dàn kính là dàn kính mã 7 với xe này. Và giá thành của xe được bên cửa hàng em chào bán với mức giá bán 485 triệu cho xe này. Đó, kéo chỉ là sẽ không mất của anh chị dù chỉ là một phân. Tình trạng bệ bước lên xuống thì có trầy tí đỉnh nha anh chị nhé, nhưng mà ăn thua gì phần này đâu. Đó, nói chung là bước lên nhiều người để chân dẫm lên đây thì chắc chắn là nó sẽ trầy rồi, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ coi về phần cụm đèn sau. Đèn sau thiết kế cũng khá là đẹp. Đó, chúng ta sẽ có đèn dê trợ sáng dưới này, đèn lái đằng sau này thì được người sử dụng lên cho chúng ta một cái camera lùi rồi
cũng như là phần khung gầm rất là đẹp nha. Đó, khung gầm xe này thì như mới luôn. Cốp đóng rất là nhẹ, lại nhẹ là bao rồi. Trần nóc thì xe này không biết như thế nào ta. Đây anh chị, trần nóc rất là căng. Nước sơn thì rinh dường như nguyên con. Xe này thì dậm viết thì dường như là không có, dường như là không có luôn, tại vì có má cạn dậm xíu đó. Còn toàn bộ thân vỏ thì anh chị cũng có thể thấy là nước keo rất là căng rồi đó. Về tính cơ động thì xe này cũng cơ động khá tốt, giá thành thì chưa đến 500 triệu đồng đúng không ạ, nhưng mà khi mua mới thì cũng tương đương Ford, cũng không thua kém gì Ford cho lắm đó. Và hiện tại BT50 thì cửa hàng em đang còn 2 chiếc phiên bản đều là số sàn 6 cấp 2 cầu, 2 chiếc cùng màu luôn. Em còn một chiếc 2015 đang đậu trước nhà, xíu nữa em sẽ quay xe đó tiếp. Còn chiếc xe này thì 2017 với mức giá bán 485 triệu thì em nghĩ nó cũng vừa phải đó, cho một chiếc xe về để mình cơ động cho những anh chị nào đi làm. Em nghĩ là nó rất là tốt nha. Còn về phần hộp số đây thưa anh chị, hộp số như mới, chưa mở nha. Đó, phần cầu khỏe còn. Đó. Đúng không ạ? Thước lái này nọ, cao su cánh gà đến A1 lap trước là thước lái đồ là còn tem hết, đúng không ạ? Đó. Từ phần cao su hộp số cũng vậy luôn. Đó. Cầu bọng là tuyệt đẹp nha. Đó. Đây mới gọi là một cái xe mà khung gầm đẹp. Đó. Còn số sườn của xe này thì nằm ở ngay đây nha, ngay bệ bước lên xuống của bên phụ. Đó. Hộp số khô ráo nè, chưa trẻ nè. Đó, chắc chắn. Những cái bon hàng mở bên dưới lường này thì rất là đẹp nha. Cũng như là độ hở của cửa cho bốn cánh cửa rất là đều. Đó. Rất là đều, rất là tốt. Mâm thì chúng ta sẽ có bộ mâm 16 inch, 5 vỏ đều theo xe hết. Và giá thành cũng rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ coi về phần máy của chiếc xe này, coi xem em nói như thế nào. Keo chỉ thì chắc chắn sẽ không mất một phần nào rồi, đúng không ạ? Về tính giải trí thì ở trên này chúng ta sẽ có một cái đầu 9 inch, cũng như là chúng ta sẽ có một cái màn hình rồi. Đỡ tốn tiền phải lên. Xe thì mới chạy có 46.000 thôi, hai chìa khóa thì còn y nguyên trên này. Đó, giờ em sẽ bật cái chìa khóa lên và tạm thời em xin phép mà tắt cái âm lượng đi nha. Đó. Hộp số 6 cấp, hai cầu điện. Đề máy. Đây thưa anh chị. Toàn bộ xe cam kết cho anh chị không lỗi nha. Đó, cụm đèn này nọ là đang còn y nguyên hết. Xe thì chúng ta sẽ chỉ cần thuê bao một cái sim mạng và thả vào thôi. Còn đây là một cái đầu có thể nói là khá là tốt, khá là chuẩn luôn. Đó. Sử dụng hệ điều hành Android của C-Play nè. Các app được vào cũng khá là ổn định luôn. Đó, cân chỉnh loa nè, hợp tay lái, có tích hợp Vietmap YouTube trên này luôn. Về mình chỉ cần thuê bao một cái sim Vietmap mà mình thả vào cái kịch là chúng ta xài thôi. Hệ thống lạnh xe này thì hệ thống lạnh rất là tốt. Đó, mặt dưỡng mặc đồ vào có luôn nha. Nút ưu tiên nằm trên này. Đó. Này màn hình có mặt dưỡng hết rồi. Kim nước chưa lên nha. Đó, hộp số chúng ta sẽ test luôn. Ổ số dè. Có cam lùi luôn. Nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cài cầu. Có báo cài 4L. Rồi, tắt về một cầu. Đó, có luôn nha anh chị nha. Trần thì xe này bọc 5D rồi, đăng kiểm dài, thích hợp kính hấp điện, chỉnh điện. Đó. Giờ chúng ta sẽ giờ cabo lên và chúng ta sẽ coi về phần máy móc của xe này. Tiêu chí một chiếc bán tải thì nãy giờ em quay thì em nghĩ là anh chị cũng
cũng biết được đây là một cái xe đi uống cà phê rồi, chứ không phải là xe đi cày. À, giá thành của bán tải được chia ra làm 3 khúc. Một là xe uống cà phê, hai là xe chuyên chở đi làm, và ba là xe được gọi sử dụng nửa vời. Nửa vời được gọi là đi uống cà phê cũng có, mà chở đồ cũng có. Đó, nhưng mà khi anh chị coi một cái bán tải thì nên cân nhắc kỹ nó là xe đi uống cà phê hay là xe như thế nào nha. Phần cụm đèn, chúng ta sẽ có được một cụm đèn chưa phục hồi, toàn bộ trang thiết bị đem trên xe còn y nguyên và xe chưa hết bảo hành. Đó, từ cái bình đến hệ thống ABS đẹp nha. Và xe máy là sử dụng máy Ford, khung gầm Ford. Khác Ford ở chỗ là mâm hơi khác Ford một chút xíu, và vỏ bọc bên ngoài hơi khác Ford. Còn lại ngó vào cục máy này thì nó y xì Ford, chỉ cần che mỗi cái này đi. Khi em quay như thế này thì em nghĩ là đây là chỉ có là máy pho thôi. Tấm cách nhiệt trên này đang rất là căng, rất là cứng nha. Carbon hàng tĩnh điện tại ổ khóa đầu cabo nè. Đó, đến keo chỉ cabo không mất của anh chị một phần nào, cũng như là cabo chưa mở. Đó. Hệ thống máy sử dụng rất là ổn định, và những con ốc trong này còn nguyên chưa đụng chạm nha. Mặt cọp chiếc xe đây, phần mặt mặt cò đây chưa mở, và hệ thống turbo tăng áp của em nó nằm bên này. Đó. Còn về phần thân dàn thì khi chúng ta coi một cái xe, chúng ta nên coi dàn trên này và dàn dưới luôn nha, rất là đồng đều, chúng ta sẽ biết được cái xe đó có bị cấn hay là không. Đây anh chị, hệ thống kết nước của em nó đây, y nguyên nha, easy nha, dàn trên xuống dưới đó cho đến hệ thống ABS. Đó, và hệ thống thắng đẹp cực. Góc nối của trụ A đây thân chị, trụ A ngó lên đó, thẳng tưng đó. Còn khung gầm máy móc xe thì rất là đẹp rồi. Và quan trọng khi vận hành chúng ta sẽ ngó lại phần hộp số một cái. Đây thân chị, toàn bộ hệ thống khung gầm hộp số máy móc đây. Đó, anh chị có thể thấy nha. Đó, toàn bộ hệ thống khung gầm cho đến phần sơn, chiếc xe chất lượng như mới. Và nếu như anh chị thích chiếc BT50-2017 này, hãy gọi cho em vào số điện thoại 0976124949, coi xe trực tiếp tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, hoặc có thể chốt trực tiếp bên em, sẽ có người giao xe cho anh chị. Và thay mặt cho toàn thể anh em Salon ô tô tại thị trường ô tô Tây Nguyên Lâm Đồng, kính chúc anh chị có thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những xe mới nhất từ cửa hàng bên em, cũng như giá xe phân khúc gia đình tại thị trường ô tô Tây Nguyên Lâm Đồng. Và xin hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của em.